ơi, dễ chọn như này. Có mật thư là có nhiệm vụ. Bình thường nhiệm vụ tới là mình phải làm trước một nhiệm vụ nữa. Nói cái gì? Em không hiểu luôn. 23 kg 15 gram. Là 23 kg rưỡi đi. Là 6.000 một ký. Nó ngứa quá, ngứa luôn á. Cái nhuộn hạt điều là nó dữ lắm á. Ngứa dữ lắm á. Vừa hạt điều dính vào là rách cho nước mắm vô chua luôn, đường vô. À, anh làm luôn đi cho anh làm đi, anh biết kìa. Cái hỏi phải chỉ chứ, đứng nghiêng nghiêng mình đâu la khiêu hộp đều. Thì bảo thôi cuộc sống nhiều bố mẹ chẳng còn nữa, thì bây giờ như vậy làm thế nào con phải chịu khó con học, chứ sau này mà con không có trình độ con có đi Sài Gòn con không biết đường mà đi. Trong bố mẹ em nuôi thì cũng chỉ đủ ăn như một đồng nào hết, không biết con ăn rồi thì